từ hôm bắt về. Con con lần giữa với em từ hôm bắt về chưa tắm hết này. Xin chào toàn thể anh em nhá. Nay lên cho thằng em một con bụng hơn một năm lần. Con lá thì nói chung là chưa được đạt lắm. Ấy, xé rồi, căng lên. Vừa bảo là lên cho anh em. Đây là mình quay giúp thôi nhá. Để bán giúp thằng em con chim. Anh em test thử cái nước cũng như là cái nét của con chim nhá. Chim trời khá tốt. Cái này về vào đúng một vụ lông nữa thì anh em chăm con chim này thì nó sẽ ok hơn. Như dáng vóc con chim thì đây để cho anh em xem. Đôi chân này, chân thì cực già nhá. Lên màu trắng hết này. Hàng này thì hàng cao cầu nhé. Lông lá thì nó cũng tương đối, nó không phải là lông mỏng hẳn nhưng mà nói chung là được nhé bạn. Chim khá gắt, đuổi chim chuyển cầu tốt. Hàng cao cầu này thì về ngày chăm sóc tốt, ok. Thì đối với những con chim này thì về thì anh em bắt buộc là phải chăm lông nhá anh em nhá. Muốn nó chơi được ấy, là phải chăm lông thì nó sẽ ok. Thì lông là cái nước lông của nó không được đẹp, là trong dân thì họ nuôi thì cái lông nó không được như cái tay chăm của anh em mình. Nên là thành ra là con chim cảm giác lông nó kém, nhưng mà qua mùa lông thì ok. Màu này, học này rất là tốt. Tốc độ chuyển cầu cũng như là tốc độ ra mỏ là khá anh em nhé. Có trên cánh. Quay kỹ toàn bộ con chim cho anh em xem. Đang quay mà nó ché được. Mình thấy khá là ok. Nạc là con bên cạnh cũng không dám quay sang này. Màu đinh nha anh em nhé. Toàn bộ khung bộ con chim cho anh em xem. Điểm cân đối cực kỳ. Mình kè thử một cây chú chim nó cứng hơn nữa nha anh em nhé. Kẹp chim hai mặt. Em thấy được cái nét con chim này nó như thế nào. Đấy, hai bên đều có chim hết nhá. Xong rồi tí nữa anh em lại bảo kẹp chim mái vào giờ. Đấy, cái kết nhất là vẫn là cái chân con chim. Đây. Rất là tốt. Rất là đều luôn. Lên sóng chú chim nào cho anh em. Để hiện tại thì mình cũng không có chim nhiều để bán, là một thứ hai nữa thì em nó nhờ quay thì mình cũng muốn quay cho anh em xem luôn là chú chim có chuyển nhượng anh em nhé. Thì cái số điện thoại mình sẽ đặt ở trên cái tiêu đề ấy, thì anh em có thể gọi alo trực tiếp luôn thì để trao đổi. Chứ nhiều khi anh em comment ở trên bài thì mình cũng không thể biết được và cũng không thể trả lời anh em hết được anh em nhé. Đó.
suy làm gì nó tự ché. Mình nghĩ nó như thế này thì khả năng là anh em cũng biết được cái nếp đánh con chim cũng như là thái độ con chim rồi. Còn cái này thì về anh em phải tự chăn thêm thôi nhá. Nói rõ là như thế luôn. Chim khá là gầm đầu. Khá là ok luôn anh em. Chắc mình kết thúc video tại đây thôi. Nếu mà quay nữa thì để nó thì nó vẫn chơi ok luôn đấy anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Đi lên em đấy. Có góc rồi mà để không rồi mà. Chơi bọn này thôi, còn chơi chim cứng này lại tìm không? Bọn thiếu lửa thôi. Cũng tìm nhỉ, phải tìm hôm nọ chơi ở nhà em.